Dạ, cảm ơn sai, cảm thân kính chào của cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú anh chị luôn con vàng để biết nha. Để một sai luôn đầy đủ luôn, ba vàng. Để quái luôn. Rồi cho nó có gieo với cô chú anh chị đại nha. Để mình tiếp cái dụng giúp cho. Chào anh chị ạ. Dạ, em chào anh Linh. Rồi em mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Cần Thơ nha. Hôm nay bên em có về được 13 phôi mai vàng. À, để giao lưu với cô chú anh chị. Và số điện thoại của em là 0367863991. Dạ, số đó cũng xài Zalo luôn ha. Rồi, em xin phép vô clip luôn đi. À, trời mưa ha cô chú anh chị. Nên có gì nghe không rõ thì alo lại cho em. Rồi, em vô số 1 của em đi. Okay, của em toàn bộ mai vàng hết. Để biết luôn, cây vàng cây. Cây này đế đẹp lắm à. Một số điều luôn. Dạ. Sắc sắc. Nó nằm ngoài đất á, mà đế nó đẹp vậy đó, chứ không có nằm chậu. Gốc nở, đế kẹo, nôm cao, trồng rễ to, phú nu. Hồng cái gốc cũ, mà, già dữ. Thơm có chi cành, ok. Nôm cao quá, già. Dạ. Cô chú nào không chịu thích thì về cắt cũng được. Nồng quá dữ luôn, tự nhiên mà nó không dữ dằn. Nở cái tóc cái cụ hết thì to luôn. Ừ. Nù. Cái đèn nó bài bài. Dạ. Yeah. Nó hôm xuống rồi nó bài bài ra, nhẹ. Để nó xuống đi. Rồi vị trí này đi. Em tính 42 đi. 43. Cái cũ của nó là 62. Thoát thân 36. Tổng chiều cao tới mặt đầu bầu là 93. Tới dây đế là 61. Cái độ nôm của nó là 39. Để đặt lửng của nó đi là 94. Đường kính bầu 60. Để biết. Dạ. Này nó không lớn chứ đế đẹp lắm. Kẹo. Rồi ha, mã số 1 của em ha. Em giao lưu giá 5.200.000. Cây số 1. Rồi, cây số 1, 5.200. Dạ. Rồi em sang số 2. Số 2 của em. Cây lùm lực u nu. U nu luôn á. Mập. Đấy cũng mạnh mạnh. Nó cũng lớn lớn cũng được lắm. Ở bên này thì nó hơi thiếu chút. Đây đầy đủ. Dạ, bên này đầy đủ. Bển hơi thiếu nhẹ. Thiếu nhẹ là do cái cọng này nè. Để đưa ra đây là được, nó đưa vô. Cắm vô nè, hai cọng luôn nè. Lớn lắm á, hai cọng lớn. Còn cái này là thân dính ha, nên em cắt thấy nó vậy chứ nó bình thường nó không có gì hết, tại nó dính thân. Quần lớn, nở, to. Nó luôn. Em đo vị trí này đây là 52. Hoành 52. Nở. Nở xuống dưới đây là 58. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 40. Nào cái cũ này của nó gì đi. Là 85. Đường kính bầu 55. Hơi sổ bài bài. Dạ. Được. Cái độ sổ bài bài của nó là 24. Cần lớn, u nu, mập. Đế lực. Rồi, không dám. Rồi, số 2 của em ha. Em giao lưu giá 4.700.000. Đây số 2, 4.700. Dạ, 4.700, cây số 2. Rồi, em sang số 3. Cây lên dài.
Dạ, lân xù cốm từ cái me gì quá trời. Nhỏ chứ đẹp lắm ạ. Cái gì? Dạ cây lắm rồi. Thế bắp bắp thì cũng có cục lọc. Thế bắp bắp mà chia đều gan luôn. Có cục này với quái, lên dạ. U nu. Ừ, có cục. Dạ, nó dạ lên. Dạ dữ lắm ạ. Thịt nó eo. Bắp này nở. Con đẹp chi cành đầy đủ dốt luôn. Còn con số luôn đi. Em đo vị trí này đây là 37. Nở xuống dưới đây là 43. Khoảng 37. Thoát thân 16. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 48. Đường kính bầu 46. Rồi số 3 của em ha, em giao lưu giá 2 triệu. Cái số 3. Dạ, giá 2 triệu cái số 3. Đẹp lắm á. Nhỏ chứ nó có duyên. Đấy rất nở đẹp. Được, con. Rồi, em sang số 4. Ok, chụp cắt như vừa. Cũng được. Cái này ha, nó có tác miếng da nhưng mà nó kéo da nè. Thì sao nè, này nó kéo lớp da ở trong rồi nè. Dạ, không có gì hết. Cái cành này đủ. Đấy, khá đấy. Đấy cũng được. Thì hơi nó hơi dẫn dẫn nhẹ nhẹ. Dễ nó đều, không to to. Đây chụp lại. Dạ, cây. Đây mà tự nhiên dễ như cái sóc. Sáng thì mưa, bây giờ thì nó nắng rồi, cô chú anh chị ơi, hết mưa nó nắng rồi. Có gì không gõ alo cho em. Rồi, em thông số luôn đi. Em đo vị trí này đi, em tính 40. Dạ, quần 40. Thoát thân là 23. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 66. Đường kính bầu 47. Rồi, mã số 4 của em ha, em giao lưu giá 2 triệu. Đặt cái số 4 2 triệu. Đặt cái lỗ thôi. Rồi, em sang số 5. Con thú luôn, thú nu. Mập u nu luôn. U lù luôn. Lên sù sù. Dạ. Góc nó lên sù sù. Gốm sù với me dữ quá trời, thú mập luôn. Dễ điều. Trời làm ghê quá. Dễ điều. Có hai chiều trước sẵn luôn rồi chứ. Dạ. Sao có dư luôn, sao đu đu luôn. Này nó cũng có. Này có chân đầy đủ chứ. Dạ. Sao luôn. Này trước. Mà không có chân sao này lấy như này cũng được tiền ha. Có đuôi bằng mọc luôn. Đây là quạch 20 bự. Dạ. Rồi, em vô thông số luôn đi. Em đợi chiếc này đi. Là 48. Ở đây gì đi là 59. Cũ đặt của nó là 72. Tổng chiều cao tới mặt bầu 35. Đường kính bầu 48. Cây đẹp. Đường xe đẹp. Cái thằng nó cũng cần đối là thẳng luôn. Chẳng biết cho tàn xe xuống sổ xuống hồi đầu lên chỉnh là có đầy đủ không? Sao bự. Rồi xin giá luôn. Rồi mã số 5 của em ha, em giao lưu giá 2.700.000. Cái số 5. Cái okay, bán giá mềm. Dạ. Dạ, đổi cho. Rồi em sang số 6. Khuôn mày rất là dè. Dạ. Tay cầm nó có đầy đủ. Cầm nó eo. Cục cổ. Dạ, cây này nó nằm mấy mương á. Mấy mương cô chú anh chị nên nó hơi gớt gớt đất nè. Này thì kể là ok. Dạ. Bài. Nếu mà nằm trên bãi bờ là kể là điều. Dạ. Vậy nó nằm phân nửa bên mấy mương á, phân nửa trong bà.
Kèn sao bây giờ lâu năm dữ rồi. Già dữ lắm. Không biết nhiều, chắc 3-4 năm hết. Dạ. Thế là phát trời. Gốc nở bè bè. Em xuống nè. Em đo vị trí này đi là 40. Dạ, hoành đăng ký 40. Dạ. Gốc thân 13. Tổng chiều cao tới da đế là 36, tới mặt bầu là 50. Đường kính bầu 45. Rồi, xin giá. Rồi số 6 của em ha, giao lưu giá 2.200.000. Đây số 6. Đây số 6. 2 triệu này. Rồi, em sang số 7. Một con cây mai hình nhân. Có tài, hai tài đều. Cây này em biết đế nó kêu kiểu sao nữa, có hai cọng vậy đó. Rất là đẹp. Dạ. Quái quái. Có nào có người nào có cây giống giống gì mình mua cặp. Mấy clip nào mà hình như là có 2-3 clip trước em có con cây giống hịch vậy nè. Em bán về Cần Thơ đó mà em không nhớ ai nữa. Giờ nó cũng giống hịch vậy nè. Đế cũng khá là được. Đế cũng được lắm. Có quái rồi. Em để gì đó, em để đại có hai cái cọng rễ này, không biết rễ này làm sao nữa. Chú anh chị nào thích lạ lạ thì mua chơi, ủng hộ tiếp em. Rồi ha, em vô hung số luôn đi. Mình quần lớn. Em đo vị trí này đây là 46. Dạ, gần 46. Thân gì đi 13. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 55. Tới vị trí này là 25. Từ đây xuống đây em đo đi. Là 22. Đường kính bầu 46. Một phần lớn giá. Giá mình mua chứ dạ. Quái đi. Quái quái mình nó nhìn cũng không được được. Mấy là 50 vành. Dạ. Rồi xin giá. Rồi. Số 7. Mã số 7 của em ha. Em giao lưu giá 1 triệu 7 luôn. 1.7. À 1.7. Dạ. Rồi, em sang số 8, nhỏ nhỏ. Cây nhỏ giá nhỏ luôn. Cây nhỏ nhỏ hoành cũng thật thật to. Dạ cái hoành cũng không nhỏ đâu à. Nằm cũng 30-40 à. Đế cũng được được khá khá đấy. Dạ. Cũng tầm tạm. Tập chơi được ghép gọn gọn được. Tập tập tốt. Đó dưới đây đi là 40. Ở trên này tới bốn mấy là. Ở trên này 44. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 41. Đường kính bầu 44. Rồi, xin giá. Rồi số 8 của em giao lưu giá 1 triệu. Dạ 1 triệu. Dạ. Nắng nó chói cô chú anh chị, không thấy thì có gì. Điện cho em đi, em gọi trực tiếp nha. Rồi, em sang số 9. Số 9 quái luôn. Cây này giống như cua á, càng cua á gì á. Cây rất là quái. Dạ. Còn bành bành. À đây, có mấy cái này có như là sâu sâu đục thân vậy đó mà em có lấy cây này em thọt thử, nó có chút xíu à. Chút xíu đây à. Dạ, nhánh này với nhánh này. Đế này cũng quái lắm ạ. À. Bành bành mà nó quái đi. Dạ. Bành bành. Chỉ cần bao la luôn ghép dạ. Tàn ok. Em cũng bán giá vừa vừa à. Bành lớn già cây. Đế quái. Hai cọc hai bên, nó xè hai bên. Này cái gì luôn. Số này. Vị trí này là đi là 46. Dạ, hoành 46. Gốc thân là 12. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 50. Cái vị trí em đo hoành là 35. Đế từ đây qua đây.
đường kính bầu đi, đường kính bầu là 60. Bầu ngang đi, nãy là dài ha, bầu ngang là 44. Củ nu mình lớn mình mạnh quá ghê gớm, đang đọc lại. Rồi mã số 9 của em ha, giao lưu giá 2.800.000. Cái số 9. Rồi em sang số 10. Một cây này già nu luôn. Sù sù. Sù cốm. Cái này thoát thân cao quá rồi, em cắt xuống gì đi. Mà đế đẹp lắm nha. Có phần này chủ nhà người ta chặt, nhưng mà giờ tươi rồi, kéo rồi. Xử lý ra keo bình thường. Dạ. Nó ảnh hưởng nhiều. Kéo nhiều. Ừ. Lâu. Để nó tương đối đầy đủ điều. Dạ. Điều bổ. Mình lớn. Mình muốn mấy 50. Đáng giá mình. Đôi vị trí này đi là 48. Dạ, quần 48. Chặt xuống dưới đây là 54. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 45. Đường kính bầu là 53. Đấy, bự bự, sát sát. Rồi, xin giá. Rồi, số 10 của em ha. Em giao lưu giá 2.200.000. Quần lớn lắm. Rồi, cái em sang số 11. Cây này đẹp nha. Chỉ cần có đầy đủ. Dạ, chỉ cần đầy đủ. Đế cũng được lắm. Cộng cũng chung chung mà nó chảy đều lắm. Cái đều gốc nở. Dạ. Cái đều ba, gan. Không chống, đều. Cành gì khá ok. Mình lớn cũng tầm trung. Dạ, cũng tầm 4 ngoài ạ. Được cái nó già, cây tự nhiên dễ chơi, để bài bài. Em đo vị trí này đi. Em tính 40. Dạ, mình 40. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 51. Đường kính bầu 47. Đến thoát thân từ đây đi. Một xíu à. 13. Rồi, xin giá. Rồi, mã số 11 của em giao lưu giá 2.700.000. Số 11, 2.7. Cái số 11. Rồi, em sang số 12. Của em toàn bộ mây vàng hết ha. Cây này gãy bóc bóc. Cây này nó có cũng bị sao lục thân nha. Cái này nè. Mà chắc không có xuống sâu đâu. Hết à. Dạ. Ảnh hưởng là bích thành đỡ rồi bích. Cây này thì đế nó không nhiều mà cộng lớn lắm nè. Cộng chà bá luôn nè, chia ra. Nó bành bành không? Dạ. Ba cộng à. Một chuối. Hết hồn nó bự. Cộng cộng đấy lớn lớn không? Ba cộng à. Gồm lại cũng cũng cân đối với đế góc bự. Nở lên nữa gồm phần củ to lắm. Lực củ nu. Nắng quá trời. Mau lẹ cô chú anh chị ơi. Cái vị trí này đi là 43. Dạ, mình 43. Cô đặt của nó đây là 57. Ở đây đi. Đây nó 72. Nôm xuống là 24. Tổng chiều cao tới vị trí này 50. Tới mặt bầu là 68. Và đường kính bầu 45. Quá trời lực luôn. Cú nu. Cây nó gần 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 luôn. Rồi số 12 của em ha. Giao lưu 2.300.000. Dạ, 2.300.000 cây số 12. Dạ.
Rồi em sang số 13. Số 13. Cây này nó nhỏ mà quá trời bộ đế này, em làm bầu quá trời à. Mà nó già dữ lắm già. Bộ đế không à, lớn nổi cây luôn. Dạ. Bộ đế không à. Cây này nó lên xuống, nó xuống giống già lắm. Có này ha. Chủ nhà người ta chặt nè. Nhưng mà nó còn tươi xanh này ha. Em có đục nè. Chỗ tươi rồi, em có chét keo. Sẽ lấy thử. Dạ. Thằng nó già lên bung xuống. Già dữ lắm rồi. Già dữ già, cực già luôn. Nhỏ gì chứ chủ nhà nó trồng hai mấy, ba chục năm gì rồi đó cô chú anh chị. Mà nó không lớn. Nụ đế không? Dạ. Ngắt thì kẹo chứ. Nó bị đèo đẹt. Chị Thành nó cuốn xe, tàn xe. Chú anh chị chơi đế đi. Rồi vị trí này đi là 33. Quanh 33. Ở dưới đây đi là 38. Thoát thân là 25. Tổng chiều cao tới vị trí này là 50. Tới mặt bầu là 67. Thì để bạn kéo. Cái này nó bài bài ra đây là 29. Là đế. Dạ. Còn đế đặt luôn. Rồi đế đặt chắc tầm 170-180 á. Đường kính bầu 64. Cây có ba mấy hoành nè cô chú ơi. Mà cái bầu nó tới 6 mấy rồi. Cây quá trời rễ. Dạ. Nó nhỏ mà nó có bộ đế. Rồi, xin giá. Rồi mã số 13 của em ha. Em giao lưu giá 2.500.000. Rồi phôi số 13 cũng là phôi cuối clip của em ha. Rồi cuối clip mong cô chú anh chị xem kênh ủng hộ tiếp cho em ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ em chào. Rồi chào chị. Rồi, chào cô chú anh chị các bạn. Thì cô chú mình xem ý cái nào thì tiếp cho dự giúp kênh. Dạ trân trọng kính chào.